Tai nghe Chu Wireless chưa ra mắt của Samsung xuất hiện ở Việt Nam. Dự kiến, tai nghe không dây Galaxy bắt cộng sẽ được Samsung giới thiệu tại sự kiện Unpack 2020 vào ngày 12 tháng 2. Chưa đầy 12 giờ nữa, Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy bắt cộng tại Francisco, California, Mỹ. Tuy nhiên, một người dùng ở Việt Nam đã có mẫu tai nghe này. Thiết bị vẫn có kiểu dáng nhỏ gọn như quả trứng gà khi đặt Galaxy bắt cộng phải bên cạnh Galaxy bắt trái không chênh lệch quá nhiều, điểm khác biệt trên Galaxy bắt cộng đến từ chất liệu nhựa bóng thay, vì nhám, điều này làm hộp tai nghe dễ chảy xước trong quá trình sử dụng lâu dài. Trên hộp của Galaxy bắt cộng có một rãnh nhỏ ở phía trước người, dùng lấy tay đẩy lên, để mở nắp. Ở phía sau hộp tai nghe có một cổng USB-C, để người, dùng sạc cho thiết bị. Người dùng cần tải ứng dụng galaxy wearable android và galaxy bắt cộng trên ios để kết nối với tai nghe giao diện trên ứng dụng này khá đơn giản người dùng có thể điều chỉnh mức âm lượng hay bộ chỉnh âm từ êm dịu tăng âm trầm bổng xem phần trăm pin điểm mới trên tai nghe không dây galaxy bắt cộng đến từ tính năng ambient sao cho phép người dùng có thể nghe được âm thanh xung quanh mà không cần phải tháo tai nghe model này chưa có tính năng chống ồn Galaxy bắt cộng chủ yếu, được nâng cấp về pin, cải thiện chất lượng âm thanh, và đàm thoại, cụ thể, thiết bị cho thời gian nghe nhạc liên tục trong vòng 11 giờ. Hộp sạc sẽ cung cấp thêm 11 giờ nghe nhạc. Model này vẫn hỗ trợ sạc không dây, kết nối Bluetooth 5.0. Một số nguồn tin cho rằng Galaxy bắt cộng sẽ có giá 169 đô la, cao hơn mức 149 đô la trên phiên bản tiền nhiệm. Samsung đã gửi thư mời tham dự sự kiện Galaxy Unpack 2020. Vào 11 giờ ngày 11 tháng 2 tại Francisco, California, Mỹ, khoảng 2 giờ ngày 12 tháng 2 theo giờ Việt Nam, dự kiến hãng sẽ công bố dòng Galaxy S20 với ít nhất 3 biến thể. Cùng thế hệ kế tiếp của Galaxy Fold và tai nghe không dây Galaxy bắt mới. Bình luận của bạn được đánh giá rất cao. Hãy viết ở dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại